Dạ vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Tên tôi là Phan Anh và video này thì tôi sẽ nói về khóa học bán hàng bằng livestream, dùng livestream trên Facebook hoặc là livestream trên YouTube để chúng ta bán hàng, chốt đơn hàng và chăm sóc khách hàng, đúng không ạ? Và video này là một video ngắn nói về đối tượng của khóa học. Tức là tôi muốn nói là những ai thì nên học cái chương trình này. Thì bất kể là một người nào, nếu mà các bạn đang muốn bán hàng, đang muốn tăng doanh thu, đang muốn có thêm kênh bán hàng, các bạn đang bán mỹ phẩm, đang bán quần áo, đang bán nước hoa, đang bán đồ dùng, đúng không ạ? Rồi thì các bạn có thể có rất nhiều những cái mảng mà các bạn đang kinh doanh như spa, làm đẹp, nha khoa, chăm sóc sức khỏe, đều có thể sử dụng kênh livestream để bán hàng. Các bạn là nhân viên bán hàng trực tiếp, các bạn là chủ doanh nghiệp, các bạn là những người bán hàng online thuần túy, hoặc là các bạn là những nhân viên marketing làm thuê. Hiện nay thì những cái nghề gọi là nghề livestream rất là hot, kể cả như là trong lĩnh vực đông y, đúng không ạ? Hay là những cái sản phẩm liên quan đến sức khỏe, liên quan đến làm đẹp, mà liên quan đến tiêu dùng thì đều có thể là livestream được. Đó, thì những ai nên học là những người mà chúng ta đang làm trong lĩnh vực như vậy, hoặc là những người mà chúng ta muốn kiếm tiền, muốn bán hàng được nhiều hơn, được chưa? Và thứ hai thì tôi muốn nói về cái cách học như thế nào cho hiệu quả. Thì cái cách học ở đây thì các bạn có thể hiểu như thế này. Thì cái lượng bài học trong cái CD video livestream bán hàng trên livestream như thế này nó không nhiều. Tôi sẽ cố gắng bổ sung một phần liên quan đến livestream và một phần liên quan đến chốt sale, thì nó chỉ rơi vào khoảng chừng trên dưới 30 video một chút, và tôi không nói con số chính xác, nó khoảng 30 video. Thì các bạn sẽ cứ mỗi một video các bạn học được một bí quyết hoặc là một cái lời khuyên thì các bạn áp dụng ngay lập tức vào trong công việc của mình, đúng không ạ? Ví dụ như là giảng viên nói rằng là mình cần phải trang điểm đẹp trước khi lên hình thì mình hãy áp dụng ngay, đúng không ạ? Tôi nói ví dụ như vậy. Hay là giảng viên nói rằng là các bạn cần phải thay đổi cái bối cảnh, tức là cái backdrop, cái đằng sau của chúng ta, cái không gian chúng ta đang livestream, thì mình bảo trước đây mình livestream trong những cái bối cảnh nó rất là xấu, nó rất là nghèo nàn, thì bây giờ mình có thể thay đổi. Đó, tức là mình học một cái mình thấy đúng, mình áp dụng mình thấy hiệu quả, mình cải tiến liên tục, chứ không phải là mình ngồi là mình nghi ngờ, mình so đo về chuyện là những cái kiến thức hay là những cái kinh nghiệm mà giảng viên đưa cho mình, chuyên gia đưa cho mình liệu rằng có đúng hay không, đúng không ạ? Đúng hay không là do việc mình áp dụng, và mình áp dụng nó thành công hay không. Có những người áp dụng thành công, có những người áp dụng không thành công, có những người áp dụng thành công rực rỡ, có những người áp dụng thành công ít, đúng không ạ? Và tiếp tục đấy là chúng ta thay vì hoài nghi thì chúng ta làm để chúng ta kiểm định, và sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta rút ra kinh nghiệm để chúng ta tiếp tục cải tiến, hoặc là chúng ta trao đổi lại với chuyên gia rằng là em thấy như thế này, em thấy như kia, thì tôi tiếp tục bổ sung các cái phần nội dung tiếp theo vào cho các bạn. Thì cái CD video khóa học này nó là tổng hợp những cái kinh nghiệm tôi quan sát, tôi nhận thấy và tôi suy nghĩ những cái trường hợp mà tôi đã nghiên cứu, tôi đã chia sẻ, tôi đã tư vấn giúp cho họ thành công. Ví dụ như trong lĩnh vực thẩm mỹ viện chẳng hạn, thì tôi cũng đang hướng dẫn cho một số cái chị chủ, chị livestream, chị tư vấn cho khách về làm đẹp, đúng không ạ? Ví dụ như là chị bị nám như thế này thì chị uống thuốc không khỏi thì làm thế nào? Thế là chị chủ đó, chị cứ livestream, chị chia sẻ hướng dẫn rất tận tình. Thế là một hồi nó là chốt khách đến với thẩm mỹ viện của chị. Đấy, các bạn thấy không ạ? Hay là tôi là giảng viên đấy, đúng không ạ? Tôi là giảng viên đại học, tôi là CEO của công ty về đào tạo về marketing và tư vấn về marketing, và cổ đông của một công ty về sản xuất media. Tóm lại là các bạn có nhu cầu về tư vấn, về kinh doanh, về đào tạo, về bán hàng hay là về media, hình ảnh, video, bạn có thể liên hệ với tôi có thể trợ giúp cho bạn rất rất nhiều, đúng không ạ? Truyền thông quảng cáo tôi có thể hỗ trợ các bạn. Đó, ý tôi là gì? Thì tôi có thể lên mạng, lên Facebook, tôi livestream bằng cách này, tôi tư vấn khởi nghiệp cho các bạn. Và các bạn đang bán hàng, đang gặp khó khăn, đúng không? Tôi sẽ giải quyết vấn đề cho các bạn. Thế thì những người khác sẽ thấy có giá trị thì họ sẽ quan tâm đến tôi, họ sẽ theo dõi tôi, và khi nào họ có nhu cầu mua khóa học họ sẽ mua của tôi. Khi nào họ cần cho nhân viên đi học họ sẽ hỏi tôi. Khi nào kinh doanh của họ bế tắc họ sẽ tìm tôi. Khi nào họ cần media họ sẽ tìm tôi. Đó chính là cách tôi đang bán hàng, có đúng không ạ? Vâng, thì đó tôi muốn nói ngắn gọn như vậy trong cái video này. Bất kể ai, nếu như bạn
đang bán hàng, bạn đang bế tắc trong việc bán hàng, bạn đang muốn kiếm tiền, muốn kiếm nhiều tiền hơn, bạn thấy những người xung quanh mình giỏi quá, xinh quá, họ livestream, họ nói chuyện rất là hay, họ bán được rất nhiều đơn hàng, nhưng mình không biết phải làm thế nào. Thì đây là bộ khoa học cơ bản hướng dẫn cho các bạn những điều đó. Và tôi rất hân hạnh chia sẻ với các bạn những cái điều này. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.